Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Ngô Thông Hay. Vâng, bây giờ thì cũng chỉ còn khoảng 3 tuần nữa thôi là đến Tết âm lịch rồi. Và thời tiết thì bây giờ cũng đang trở lạnh, rất là rét. Trong mấy hôm tới, tuần tới thì sẽ lạnh khá sâu, còn có gió nữa. Vâng, một chiếc xe đi lại tránh mưa, tránh nắng, tránh rét, bảo vệ sức khỏe gia đình, chống bụi, chống ồn và rất là riêng tư. Và mức giá chỉ hơn 200 triệu đồng. Một chiếc Hyundai Avante sản xuất 2013, phiên bản số sàn máy 1.6. Xe sơn xi màu trắng ngọc trinh, mang biển kiểm soát thủ đô 29A90867. Bắc Lào, Hà Nội, Sài Gòn thì không phải mất 20 triệu tiền biển cho cái chiếc xe này. Chỉ việc ra tên trên đăng ký thôi, mất khoảng 6-7 triệu là ok rồi, không phải rút hồ sơ nữa. Để biển thủ đô mà đi thôi. Hyundai Avante này thì được định vị ở phân khúc hạng C, có nội thất thân vỏ dài rộng và dòng xe này thì cách âm khá là tốt. Cách âm vì nó có hệ thống treo độc lập cả trước cả sau, hệ thống đèn đóm rất là đẹp, sơn xi màu trắng sạch sẽ, không một vết mỗi cắn. Hạn đăng kiểm tháng 9 2023, xi nhan tích hợp trên gương này, gương kính chỉnh điện. Có dán cả VATC rồi. Hyundai Avante thì trang bị lốp béo nhé, đi là rất êm. La răng 15 inch, la răng đúc hợp kim nhôm dạng đa chấu, phanh đĩa ABS, túi khí rất đầy đủ. Hyundai Avante thì trang bị động cơ là 1.6, thì công suất cực đại của khối động cơ này là 119 mã lực, rất là khỏe luôn. Hệ thống cột kèo keo chỉ đây rất là đẹp, phần táp ly cánh này. Đó. Nội thất ghế da. Bảng táp lô trung tâm đây, còn khá là đẹp. Chủ xe đã lên màn hình Android cam đùi. Điều hòa cơ, điều hòa 2 chiều, sấy gương sấy kính đầy đủ, phiên bản số sàn hộp số 5 cấp. Đấy, số lùi là số móc nhé. Táp ly cánh của chiếc xe này khá đẹp. Nội thất thì xe lên trần 3D, nội thất ghế già. Hạn đăng kiểm dài. Sơn xi đẹp. Nói chung là chiếc xe này thì về quý vị các bạn sẵn đi thôi, không cần phải đầu tư thêm bất kỳ một khoản phí nào khác. Chỉ việc đổ xăng mà chạy thôi. Đó, nội thất của Hyundai Avante rất là rộng. Ghế rộng và ngửa, chỗ để chân rất là thoáng, thoải mái. Táp ly 4 cánh đều rất đẹp. Keo chỉ nguyên bản. Lốp lắp khá là ok luôn. Hyundai Avante dẫn động cầu trước, hệ thống treo độc lập phía trước và treo bán độc lập phía sau. Nói chung là treo trước, treo ngồi trước hay ngồi sau đều rất là êm. Và dòng xe Hyundai Avante này thì màu trắng gần như là màu đẹp nhất quý vị các bạn nhé. Ngoài màn hình cam lùi còn có 4 mắt cảm biến lùi. Một chiếc xe trang bị khá là đầy đủ, không độ đẽo gì. Vấn đề đăng kiểm thì không ngại vấn đề gì cả. Với lại chiếc xe này thì hạn đăng kiểm tận tháng 9 2023 cơ. Sơn xi màu trắng đúng chuẩn bài luôn. Phần gầm bệ đây, quý vị các bạn nhìn này. Đó, phía sau dạng treo độc lập dạng đa liên kết. Đấy, gầm bệ chắc chắn, lốp lắp còn khá là ok. Vâng, quý vị và các bạn mà mới xem video còn lần đầu thì nhớ đăng ký kênh giúp em để được cập nhật những cái mẫu xe mới nhất về điện thoại quý vị và các bạn mà em đưa lên. Quý vị và các bạn theo dõi kênh để tìm cho gia đình cho mình một mẫu xe phù hợp với nhu cầu đi lại, với tầm tài chính của gia đình. Đấy, em sẽ cho quý vị và các bạn xem phần cốp này. Bật cốp đây quý vị và các bạn nhé. Đó, bật phát lẩy em luôn. Cửa đóng rất chắc, thân vỏ dày. Hyundai Avante sản xuất và lắp ráp ở Việt Nam nhưng linh kiện 100% là Hàn Quốc. Phần đinh tán máng nước à. Đó. Keo chỉ. Đầu đít không đâm xô vài nạn gì. Màu trắng thì khá là đẹp. Cốp rộng.
có cả bình cứu hỏa này, sàn này sạch sẽ luôn nhá, không hề mục mọt gì. Lốp sơ cua, thiết bị kích lốp rất đầy đủ các bạn. Một chiếc xe chất lượng trong phẩm giá. Cái đuôi lướt gió này là của nguyên bản theo xe các bạn nhé, không phải độ đẽo gì đâu nhé. Hệ thống trang bị hai công nghệ đèn halogen và công nghệ đèn LED. Cái viền này đèn LED các bạn nhé. Phía sau của Hyundai Avante khá là đẹp, mềm mại, chắc chắn. Vâng, hiện tại thì chiếc Hyundai Avante sản xuất 2013 phiên bản số sàn, mang biển kiểm soát thủ đô. Hiện tại chiếc xe đang có mức giá đề xuất là 265 triệu đồng. 265 triệu đồng bên em bao hồ sơ hỗ trợ vận chuyển, đánh giao xe toàn quốc cho quý vị các bạn. Đấy, chiếc xe này thì quý vị các bạn cũng lên để biển mà đi, người ta phải mất 20 triệu tiền biển, thì em sẽ làm hợp đồng công chứng cho quý vị các bạn. Hiện tại thì cũng là gần Tết rồi, làm thủ tục sang tên cũng có thể là kịp và cũng có thể là nhỡ. Nếu quý vị các bạn giữ hồ sơ rồi thì không có xe mà đi đâu, không có biển để mà đi. Chiếc xe rất cứng quý vị các bạn, hệ thống gương kính chỉnh điện. Chiếc xe này chủ xe đi rất là giữ xe, chăm chút, ốc ếch vẫn nguyên bản. Đây là bảng táp lô đồng hồ, ốt đô hơn 12 vạn, túi khí trên vô lăng này khá là đẹp, vô lăng bọc nhựa mềm, có thêm áo vô lăng nữa. Màn hình cam lùi, đó, góc rộng, nét căng, điều hòa hai chiều, sấy gương sấy kính rất đầy đủ, điều hòa khá mát. Đó, hộc để đồ này, để điện thoại này, cũng khá là sâu nhé. Cổng sạc 12V, AUX, tẩu thuốc. Đấy, phần yên ngựa thiết kế rất là gọn gàng, có bệ tì tay, hộc để cốc nước này, đó, rất sạch sẽ. Bản này thì trang bị một túi khí cho người lái. Nội thất con này khá là đẹp, cái cơ bản là chủ xe đi rất là chịu khó chăm xe. Về phần âm thanh thì khá là hay, nhưng vì lý do bản quyền em không test âm thanh cho quý bạn này nhé. Một chiếc xe khá toàn diện. Đây là cảm biến lùi này, tận 4 mắt cảm biến lùi cơ. Đó, cửa đóng phầm phầm. Đây là gương chiếu lốp này, rất đầy đủ, hạn đăng kiểm dài, xe đẹp. Hiện tại thì em vẫn đang để máy nổ, mà máy nổ rất êm, thống đèn đó này, không trượt phát nào. Vâng, đây là phần tổng quan khoang máy của chiếc Hyundai Avante sản xuất 2013 phiên bản số sàn, máy 1.6. Xe trang bị động cơ là 4 máy, có hệ thống van biến thiên thông minh, gọi là trục cam kép 16 van, tăng khí nạp của vòng tu cao, giảm thiểu khí thải và tăng hiệu suất cho máy. Đó, máy nổ cực êm luôn. Dòng xe Hyundai Avante này máy móc khá là bền. Phần tự giảm sóc này. Wow. Phía dưới đây là cụm chi ABS, phanh đĩa ABS chống bó cứng, chống trơn trượt nhé. Cực kỳ an toàn. Máy nổ cực êm. Con này máy thì mới ra mặt dàn cò thôi, cái mặt nhựa này thôi. Còn phía dưới là phần máy là vẫn còn nguyên nhé quý bạn nhé. Đó, một chiếc xe khá là đẹp.
máy móc khô ráo sạch sẽ. Mức tiêu thụ nhiên liệu của chiếc Hyundai Avante này là khoảng 6.8 lít hỗn hợp. Đó. Hyundai Avante sản xuất 2013 phiên bản số sàn, máy 1.6. Xe mang biển kiểm soát thủ đô 29A90867, sơn xi màu trắng ngọc trinh rất là đẹp, thân vỏ đẹp, máy số chất. Hiện tại thì chiếc xe đang mức giá là 265 triệu đồng bên đã bao hồ sơ hỗ trợ vận chuyển giao xe toàn quốc cho quý vị các bạn. Quý vị các bạn quan tâm có nhu cầu sử dụng mẫu xe liên hệ cho ông Khánh theo số điện thoại 0917165240 hoặc kết bạn Zalo với em để biết thêm chi tiết về chiếc xe này, cũng như có thể đến trực tiếp ra để trải nghiệm xem xe và lái thử. Vâng, xin được kết thúc video đây, xin chân thành cảm ơn quý vị các bạn đã đồng hành ủng hộ kênh ô tô Hay. Xin chúc quý vị và các bạn luôn mạnh khỏe, cuộc sống thật nhiều niềm vui và luôn thành công trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.